Tập cuối Người Ấy Là Ai 2022 khép lại với đoạn kết đẹp của nam chính Hồng Thái và cô gái trang đầy năng lượng tinh nghịch Vi Thỏ. Trước khi được Hồng Thái trao hoa, Vi Thỏ nói với nam chính: "Anh à, khi anh cầm bó hoa lên đây, hãy nhìn thẳng vào mắt em để thấy được sự chân thành nhất từ trong tấm lòng mà em dành cho anh." Trong phần lộ diện, Vi Thỏ là màu xanh độc thân. Khi được hỏi về cảm xúc với nam chính thì Vi Thỏ liền trả lời đây là gu của mình và cảm nhận được Hồng Thái rất hiền lành, cô cũng là một người cũng khá hiền. Trấn Thành liền đùa: "Không, cô không hiền đâu, cô cũng thông minh lắm chứ, không phải đùa đâu. Cô biết cách nói như thế nào để người ta chọn cô mà." Khi được hỏi với công việc khá bận rộn như nam chính thì liệu Vi Thỏ có thể thông cảm cho đối phương hay không, cô liền trả lời công việc của ai cũng bận rộn cả, nhưng cô biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Ngay sau đó, Hồng Thái lên sân khấu trao bó hoa cho cô gái mà anh đã chọn trúng. Nam chính cũng bày tỏ rất ấn tượng với bề ngoài của Vi Thỏ và tính cách hay cười nhiều năng lượng của cô. Anh cũng hy vọng cho chặng đường sắp tới, cả hai sẽ có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Những tiếng cười, niềm hạnh phúc xuất hiện ở tập cuối đã khép lại một mùa Người Ấy Là Ai 2022 với vô vàn cảm xúc đặc biệt. Bên cạnh những cặp đôi nên duyên thành công hay những phần lộ diện đã có chủ đầy ý nghĩa, thì khán giả còn được hiểu rõ thêm về những góc khuất của cộng đồng LGBT, những điều khó nói trong mỗi con người họ, và thấy được sự can đảm bước qua mọi rào cản để come out, sống thật với chính mình.